giới thiệu cho bạn chiếc chậu góc lavabo, tức là lấy cái loại lavabo góc đi các bạn nhé. LF5238 thưa các bạn. LF5238. LF5238 nhé, góc 410, 410 nhé, hai góc. Kích thước là 410 x 410 thì các bạn nhé. Đây là chúng ta cứ tưởng tượng lên đây là lavabo góc. Cái góc chúng ta được bắt. Khi bắt thì bắt hai cái lỗ đây. Có thể bắt hai bên này hoặc là hai bên này nhé, không cần thiết nhất thiết là chúng ta phải bắt thành bốn góc đâu. Chỉ bắt cần hai, bắt hai góc thôi ạ. Đấy. Đây chi tiết. Đây là chưa lắp. Chưa lắp vòi nên chưa có chặn thì các bạn nhé. Chưa chặn nước. Còn đây là chống tràn. Đây ạ, chống tràn đấy ạ. Để khe chống tràn. Lỗ bắt lỗ phi 36 theo tiêu chuẩn. Đây là chiếc chậu góc. Có dáng rất là đẹp các bạn nhé. Đây ạ. Độ sâu của chậu này là 165 thôi các bạn nhé. Đây là 165 thôi các bạn. 165 nhé. Còn góc là 140. À 410 thôi các bạn nhé. 110. Chiếc cậu vừa với cái hình tròn lượn ra thật các bạn đây. Để tiện ích nhất trong việc sử dụng. Còn các góc được bo áp sát vào dọc tường khá chắc chắn. Casa của Đài Loan, sản xuất tại Việt Nam thưa các bạn nhé. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này nhé các bạn nhé. Hoặc vào trang TDM để biết thêm kích thước lắp đặt của chiếc chậu này. Chiếc chậu này rất phù hợp với cả những nhà phòng vệ sinh nhỏ cần phải tận dụng các góc để lấy cái không gian cho phòng vệ sinh, phòng tắm cho các bạn. Các bạn quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này thì các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.